Henry xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Henry đang có mặt ngay chỗ chợ Bào Cát, quận Tân Bình. Khu vực đây thì cả nhà mình thấy trong buổi sáng những cái khung giờ vàng của bà con để mà vào chợ, thì ở đây có một cái cảm giác như là vắng lặng, vắng cực kỳ luôn, rất là vắng ha. Đó thì đây cũng là một cái điều gọi là khá là buồn, khá là thổn thức cho tình hình kinh doanh của bà con. Ở đây thì tôi thấy có rất là nhiều kiosk rồi, cũng đang đóng cửa. Hy vọng là vào bên trong thì tình hình sẽ khá hơn. Đây, bên trong ha. Đó thì xoay là một vòng phía bên ngoài cho gia đình chúng ta thấy. Đó thì bước vào bên trong đây luôn. Bên trong thì cũng khúc ở trước này thì mình thấy được là kinh doanh về thời trang đồ rất là nhiều. Đây. Đây thì để đi vào luôn ha, vào bên trong đây. Đó thì đây thì có các chị may đồ. Cái này là vừa may vừa sửa luôn ha chị. Đây thì để sẽ đi vào bên trong luôn. Dạ. Vào bên trong thì khu căng tin thì hiện tại thì cả nhà mình thấy đây, khu căng tin thì khá là vắng rồi. Đó thì để đi dài bên trong này nữa. Nó từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong luôn, để gia đình chúng ta thấy được cuộc sống của bà con ở đây thì như thế nào. Đây thì thấy gì, đây cái sạp của gì rất là lớn nè. Để hỏi thăm gì, tại vì con lâu lâu cũng đến đây á, con cũng biết hoàn cảnh kinh doanh của bà con như thế nào, nên là nhiều khi con nói thì nó không có chính xác, con phải hỏi thăm gì mới biết. Tại sao chợ mà cái giờ cao điểm á, thì sáng giờ con đi từ ở ngoài vô trong rồi không thấy người luôn. Không, cả ngày không, cả ngày đều vắng như vậy hết á. Ngày nào cũng đều vắng vậy luôn. Chết rồi, nguyên cái chợ biết bao nhiêu tiểu thương luôn mà bây giờ không có người thì mình bán sao gì? Mình bán online hay bán như thế nào? Có như là người ta cũng bán online mà tôi già tôi không biết bán online, nhưng mà nghe nói online cũng ế lắm. Cũng ế lắm đúng không? Mà trên chợ sỉ cũng ế lắm. Chợ sỉ cũng ế luôn. Nhưng mà nếu mà chợ mà có thể là có người đi thì chưa chắc người ta đã mua. Mà bây giờ không có người đi luôn thì làm sao mà mua được? Rồi là nguyên cái chợ là nó gắn gì luôn á chị? Chợ nào cũng vắng, trên chợ sỉ cũng vắng. À chợ sỉ thì cô vắng thì con đúng rồi, con tại con vì... Ví dụ người ta nói là đắt hàng tôi mới lôi được hàng bà. Dạ đúng rồi. Vì thì hàng lẻ nó không có đắt làm sao hàng xỉn nữa. Dạ dạ. Đó. Trên đây toàn con cũng hình dung là bây giờ là kinh tế khó khăn. Con hình dung là vào chợ là chắc chắn sẽ vắng. Cái điều này mình biết trước rồi. Ừ. Nhưng mà mình đi vào mình thấy là không có người, mình mới là ủa sao mà vắng dữ như vậy? Bất ngờ. Người ta cũng không có tiền. Dạ người ta không có tiền. Dạ. Có những người coi như hai vợ chồng đứa con. Dạ. Bằng cơm tầm của chú. Dạ. Sang trọng luôn. Dạ. Chú biết không? Hỏi đứa chất này mà mua không nổi nè. Gì ghê vậy? Đứa này nè. Dạ. Tôi bán 20 ngàn là tôi lời bằng gói, người ta bán gói mì gói thôi. À 20 ngàn thôi mà mua không nổi luôn. Mà người ta nói, người ta không trả giá, tôi nói. Hình như ngày xưa có 10 ngàn. Là trời. Biết là người ta khó khăn. Dạ. Mà trong đó vốn đâu mười mấy ngàn. Một cái đôi dép thật sự ra bây giờ cũng nói cô cầm 10 ngàn đâu mua được gì đâu. Không có mua xỉ được luôn. Nhưng mà người ta tức là, như là 10 ngàn đâu mua một, ly như, cà phê mua không được nữa, làm sao mua được đôi dép. Người ta thu nhập khó khăn quá. Dạ. Mà người ta cảm thấy đồng tiền nó to. Dạ. Người ta không có nói mình mắc rẻ, mà ta nói người ta nói không không thôi, cho mình nghe thôi. Dạ. Hình như ngày xưa có 10 ngàn. Không có, em giờ không có 10 ngàn. Cô nói cô giờ 20 ngàn cô ăn đâu có được tô hủ tiếu. Nhưng mà nói đúng là người ta nói như thế nào. Người ta làm lương không lên, nhưng mà tất cả vật giá lên. Dạ. Thành ra mới xong, mọi cái nó hạn hẹp mà giờ ta tập trung chủ yếu là tiền ăn và tiền học cho con. Dạ. Thì con là con nghe nói là bây giờ như là đường lên, bột ngọt, nước mắm, gạo đúng cũng rồi, lên hết. Nhưng mà có cái lương là lương nó nguy vậy à. Có khi còn giảm nữa, không dạ. Cắt thưởng luôn. Cắt thưởng. Đó thì cô là hai sạp lớn này luôn hả? Bên cô hai sạp luôn. Trời ơi, vậy là đại gia chứ, ngày xưa mà gọi là có được một cái sạp trên chợ một cát này là mơ ước rồi. Mơ ước rồi. Nếu mà nghe nói là một cái sạp gì ta bán năm là mua mấy miếng đất luôn, không giỡn đâu. Đúng rồi, mà bây giờ rẻ lắm. À. Thuê cũng rẻ lắm. À, tức là bây giờ là hồi xưa những cái sạp ở trên này là dạ. Hé ra một cái là có người thuê, có người sang. Dạ. Bây giờ để không ai thuê tại vì không có khách nữa. Không dám đầu tư vô. Chính chủ không sống nổi sao ai dám đầu tư. Dạ, cái người mà ta không tốn tiền thuê mà còn ta còn không sống nổi nữa. Dạ. Dạ. Rồi cái tình trạng này thì mình đủ chi phí luôn hay không? Không luôn. Hai sạp lớn không đủ chi phí luôn. Trời ơi, cô bán mà một mình cô hai sạp gì luôn. Thì đúng rồi. Rồi hàng sao mà nhớ giá hết? Có để giá không? Có ghi giá chứ. À có ghi chứ, nhiều hàng gì cũng nghĩ là không nhớ nổi đâu. Nhắm rồi. Dạ. Rồi
Có ai phụ cô hay là mình luôn? Một mình tôi không chi nổi được, sao ai phụ đâu. Trời ơi, phụ chết rồi. Trả chi. À. Đúng không? Dạ. Không phụ những người. Có con mình ra thì phải nuôi ăn nó. Dạ. Đúng không? Phải nuôi cơm nó. À, tức là không đủ chi phí. Không. Dạ, dạ, con cảm ơn con. Để con đi vòng vòng ở thăm thêm. Dạ, dạ. Đây thì mình thấy đó. À, gần như là vào chợ luôn ha. Mình sẽ không thấy được gọi là có những cái người khách đi qua đi lại. Đây thì thấy gì như vừa mai vừa bán luôn nè, để hỏi thăm gì, tại vì lâu lâu con vào chợ con cũng không biết là tình hình đây sao, nên con nói nhiều khi nó sai á. Thôi đừng có đưa lên mạng. Dạ. Đâu, dạ dạ cảm ơn. Dạ xin lỗi. Nói cái gì, chợ vắng thì nói chợ. Dạ. À, vắng dữ không hay gì? Quá vắng. Quá vắng luôn. Dạ là ngày nào cũng vậy hết trơn luôn. Dạ cảm ơn vì có điện thoại. À. Đó thì đi vào mình hỏi thăm thôi, hỏi thăm bà con đây mình mới biết được. Chứ tự mình mà lâu lâu vào mình không biết gì hết trơn mà nói y như đúng rồi là cũng xong. Đó thì phải hỏi thăm, quan trọng là các chị các chị đây thì như thế nào thì biết được cái cuộc sống. Đây là thấy hàng bên đây bên kia luôn, không biết là mình chị đây là bán mấy sạp luôn. Ở đây cũng thấy đa số người bán mấy sạp không à. Đây thấy chị ngại không kính. Đây là gì, đây là chị bán mấy sạp hả chị? Em bán có sạp. Một sạp thấy mấy gì, đây là bán mấy sạp không à? Đúng rồi. Tức là người ta không bán nữa, người ta cho thuê rẻ lại là mình buông ra luôn hay sao vậy? Có người sạp nhà, có người họ mướn. Dạ, có người sạp nhà rồi thấy ta rẻ quá mướn thêm luôn à. Rồi cho em hỏi thăm, tại vì lâu lâu em đến á, cho nên là em cũng không biết tình hình như thế nào, hỏi thăm mới biết được. Mà vào chợ em đi từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài luôn, em không thấy người khách nào hết trơn. Sáng người ta chưa có đi. Sáng chưa đi. Dạ. Dạ khoảng mấy giờ mới là giờ cao điểm hả chị? Không, dạ. Biết. Không biết luôn. Dạ dạ cảm ơn. Đó thì dạ, đây 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 dạ. Đó thì đi thì mình phải hỏi thăm. Bây giờ đồng hồ của em Ri cũng là 9 giờ rồi. À, 9 giờ rồi. Đó thì mình thấy được cái tình cảnh kinh doanh của bà con bây giờ mở ra mà bán không được gì hết, mà mình cũng không biết phải như thế nào. Đó thì nhìn cũng khá là buồn ha. Đây thấy tình hình là gọi là chung luôn rồi. Đó thì để đi sẽ đi xích xuống đây nữa để cả nhà mình thấy được là bây giờ như là gì mai đồ như là mình đây là mình may bán luôn hả sao gì? May gia công. May người ta đưa vải tới may á. À, ta đưa vải nữa. Quay chị lên nha. Dạ dạ. Ngại lắm nha. Dạ. Dạ dạ. Ở đây thấy quán quá trời vắng luôn, khu vực này người ta nghỉ hết. Người ta nghỉ hết luôn hả chị? Đúng. Dạ. Qua trời. Dạ, rồi rồi, dạ dạ. Hơi thâm thôi, tại vì nhiều khi em mới đến đây lâu lâu em đến lần em không biết có hoàn cảnh đây sao. Đúng rồi. Tại vì chờ người ta nghỉ. Chờ vắng đây nghỉ. Dạ. Rồi như mình mai vậy thì bây giờ khách ta nhiều không gì? Tại vì con thấy là bây giờ hàng quá ta bán rồi là may sẵn nhiều á. Đúng rồi. Chị là chị may đông khách lắm, bao năm nay là phải giảm dịch xong rồi giảm, còn nợ còn nắng thì còn giảm hơn. À tức là tại vì những cái người họ làm ăn, những cái doanh nghiệp của họ làm ăn khá sạn nhiều lắm, đâm ra những cái mối là bắt đầu không có tới may. À vắng dần luôn. Ảnh hưởng nhiều. Dạ 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 anh cảm ơn. Dạ dạ dạ. Để đi vòng vòng đây. Dạ xài thành TV. Dạ. Dạ dạ. Đây thì mình thấy là cho thuê sạp nè. 390k một tháng. Đâu, đáng vậy thôi, cho vui thôi, cho để tao lấy tài sản cho đi cắt cho đồ thôi, cho đừng có lớn đâu. À là đăng vậy là để cho khách siêu đồ thôi. Đâu, để cho người khác còn siêu đồ. À. Dạ dạ, à, không muốn giá này nhưng mà chỉ keo vậy thôi. Dạ, đây cả nhà thấy rất là nhiều cái hoàn cảnh kinh doanh. Đó thì đây có những cái tiệm may ở đây nữa. Đó thì chỉ có đi vào mình hỏi thăm mình mới biết được. Bây giờ đây là ô vừa may vừa bán luôn ha. Đây quá trời hàng luôn nè, vải rất là nhiều luôn nè. Đây thì gần như luôn là mình thấy là đi một vòng lớn luôn đó. Nhưng mà khách bây giờ là như không thấy nè, xe nó dựng ở trong luôn nè. Đó thì dài ra ngoài. Dài ra ngoài thì ngay cái khu chợ bán thịt, cá, rau, củ quả đây. Đây, ở đây là một cái hình ảnh mà nó vắng ha. Bỏ trống hết ở trong này rồi. Mình xích ra ngoài. Đi từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài luôn. Thì cả nhà mình sẽ thấy được đây. Đây là các mặt hàng.
à, các mặt hàng của các chị đây. Anh trai. Dạ. Dạ, xài thành TV. Dạ. Đó thì nhìn vòng vòng mình thấy được nè. À, sao mà vắng quá trời vắng luôn nè. Đó từ trong ra ngoài luôn. Đó thì không biết là cái cuộc sống kinh doanh của bà con sẽ như thế nào. Đó mình đi một vòng mình mới thấy được. Ôi trời ơi luôn. Đó. Đó thì cái này là hồi sáng giờ mình bán hàng gần hết hả chị? Đúng rồi em. Dạ. Rồi em đi từ từ đầu luôn. Em vòng qua em vòng lại, nói chung là em đi gần giáp chợ rồi đó. Mà không thấy người ta. Không thấy người ta đúng rồi. Không, không dám nói luôn. Không dám nói luôn á. Mà thường ngày có vậy không chị? Cũng vậy, cũng như ngày nào cũng như ngày nào luôn. Chết rồi. Rồi bán gì làm? Đây đây có ha, có khách đến ủng hộ chị đó thì đây đây ha, quá trời chợ đất luôn đó, thấy là đây là một mâm ha, đây một mâm đó, đây đây là giờ tính mâm không chứ không tính sạp nữa. Đây nè, chị đang ra còn nguyên luôn, chết rồi. Kinh doanh vậy rồi có còn con còn đi học gì không chị? Còn chứ. Còn đi học là căng nha. Có học đại học không? Đại học em nghe nói giờ là học phí cả trăm mấy triệu một năm á. Rồi quá trời mắc. Cái đó thì mình thấy là chị đang ra thịt đây. Thì kiểu này không biết sao nuôi con nổi nữa. Quá trời nhiều hoàn cảnh luôn. Bây giờ chủ sạp là sáu bảnh là giàu rồi. Mà bây giờ thì nuôi con mà không xong nữa thì mình thấy là bây giờ là không biết phải làm gì luôn. Đây chị bán chuyên về lòng ha. Cái này là tiết canh hả chị? À, tiết canh. Rồi dòi đủ luôn nè, quá trời luôn. Ủa còn sáng sáng giờ khách đông không chị? Như em thấy hình như là vắng ế. Dạ rồi cho em hỏi tới vậy nè, mình có còn đang nuôi con đi học không? Không không à, không thì đỡ nha, chứ nuôi con đi học nữa thì không biết sao luôn á, quá trời luôn nè. Thấy là tình hình kinh doanh của bà con ha cũng khá là chậm đó, thì cũng rất là buồn cho những cái hoàn cảnh như thế này. Mình thấy là cuộc sống của bà con thì trông chờ vào cái chợ. Ngày xưa có một cái sạp trong chợ là cái niềm mơ ước của nhiều người luôn. Mà bây giờ mình thấy là có một cái sạp rồi thì kinh doanh cũng rất là khó khăn. Đó thì bao nhiêu kiểu như thế này. Đây là chị đang làm cá cho khách. Đó, quá trời luôn ha. Mình thấy những cái sạp thịt đây dài dài ra luôn. Nhưng mà khách thì đi đâu hết trơn luôn rồi. Đó thì... nhìn những cái hoàn cảnh gì chúng ta mới thấy là mưu sinh bây giờ khó khăn, rất là khó khăn luôn. Đây dì đang làm sạch lông ha, làm sạch lông khách ta về là người ta chỉ chế biến thôi, ta không cần làm là cái này nữa. Dì bán cũng rất là kỹ thôi đó, thì đi xích lên trên nữa mình thấy được. Đây thì đang ra thịt cho khách. Đây thì hình như là có truyền nhân luôn hả chị? Dạ. có con phụ luôn ha. Có, bán rồi, đời thứ tư rồi. Đời thứ tư rồi hả? Ai trời ơi, bốn đời luôn nè trời, không tin luôn á, bốn đời luôn. Tôi rồi mẹ tôi rồi tới con này nữa như. Là bốn đời, qua wow, quá hay luôn. Trời, vậy là bây giờ vậy là mình bán mối nhiều không hả chị? Đúng rồi, bán nhiều, bán lẻ luôn. Bán lẻ luôn, nhưng mà tại vì em thấy tình hình bây giờ đó, hình như là gần như là nó hơi vắng á. Vắng giờ mối nhiều anh ơi. Giờ mối dạ, mối nhiều cũng đỡ ha, bốn đời là quá khủng rồi, thấy không? Không tin luôn á, là bốn đời. Đi bán rồi 9 tuổi tới giờ là nay 46 tuổi rồi. Đã nhiêu năm rồi? Ba mấy năm rồi. 9 tuổi đi bán. Chứ sao? Trời ơi. Bây giờ là 30 mấy năm rồi. Chị nói mới biết luôn á. Quá trời hay luôn ha. Rồi giờ là con phụ luôn. Con phụ và con dâu. Con dâu. Ôi ha. À, đây rất là hay ha. À, thấy làm quá trời đã. Cái đời con nó làm tiếp. Rồi con làm tiếp luôn. Ủa, cha mẹ để con cái nghề biết làm gì giờ? Dạ quá hay. À, phải nói là chuyên nghiệp luôn rồi. Giờ mình không đi học mà mình phải làm chứ sao? Làm bốn đời mà còn tiếp tục dài dài nữa, coi mơ mốt là cái gọi là cái gen di truyền, gọi là đúng rồi, cái gen luôn đó. Rồi mở mắt ra là biết kinh doanh. Dạ, cảm ơn chị. Đó mình thấy rất là hay ha. À, chị rất là vui tính. Nè, vòng vòng đây thì đây thấy rất là nhiều sạp ở đây. Đó thì kinh doanh bây giờ thì coi như là chậm, tình hình chung là thấy khá là chậm rồi. Đây là giờ quay cá của chị đây.
Hồi sáng giờ thì coi như là bán đỡ không gì, con hỏi thiệt, nhiều khi là hỏi nó hơi vô duyên chút, nhưng mà thấy cái hoàn cảnh nè. Dạ. Dạ, không hỏi thăm thì mình không biết được, phải hỏi thăm chứ. Giờ con tự vô con bán, con nhìn đây là con nói bán ế bán đắt gì thì cũng rất là khó, phải hỏi thăm cái gì đây, con đâu có ở đây đâu. Đó thì ngày thì mình bán khoảng nhiêu ký thôi? Mấy chục ký, có 3-40 ký mà bán được. 3-40 ký mà bây giờ nghe nói là mình lời nó thấp lắm đúng không? Tại vì nhiều người bán quá, bán cao một chút thì người ta không mua. Cho nên là 3-40 ký mà lời thấp nữa thì vừa bỏ công nè, rồi bỏ vốn ra mình làm, mà nhiều khi là nó còn không có lời gì nữa hết. Quá anh, dạ cảm ơn gì. Đây thì đi một vòng luôn là mình thấy đó. Quá trời luôn. Đây thì kinh doanh những cái mặt hàng bánh của chị đó. Rất là nhiều ha, anh đang vô bánh cho khách đây. Đây thấy là có chị ủng hộ đây. Đó thì gần như là thời điểm này là gần như là chợ mình thấy đó, leo hoe có vài người thôi, còn người bán thì rất là đông, rất là tội cho các chị luôn. Kinh doanh thời buổi này thì phải nói là quá trời khó khăn, nó chậm chậm dữ luôn á, chứ không phải chậm bình thường nữa. Đây những cái sập bánh rồi, nhìn thấy những cái điều kiện kinh doanh như thế này thì thật sự mà nói cũng rất là buồn. Để khi sẽ đi xích chua trong này nữa nè, mình thấy luôn. Có những cái quầy thịt bò rồi đó thì coi như là xung quanh đây thì coi như là chậm điều luôn rồi đó. Thì clip em Ri đến đây thì xin thầm em Ri xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.